Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em sẽ test cho các bạn tốc độ của cái động cơ 60V 72V 2kW. Con này là 4 số côn tự động các bạn nhé. À quên, xin lỗi, con này là 4 số côn tay. Trên đây là cái đồng hồ dây báo số này. Đấy, dây báo số này thì những cái con này ví dụ như các bạn lắp vào những cái khung sườn xe máy hoặc xe cào cào ấy để chơi những cái dòng này, thì đối với những bạn đam mê tốc độ và không để ý đến giá tiền thì các bạn có thể chơi loại như thế này. Nó rất là khỏe, rất là nhanh và rất là cơ động. Đấy, nó sử dụng côn tay có 4 số, thì mình sẽ test số nhanh nhất cho các bạn xem với cái điện áp là 72V. Đấy. Xin lưu ý nhé, đối với những các bạn chơi những cái dòng động cơ này là đam mê tốc độ này, đi phượt này, các kiểu này, sử dụng động cơ này và ưu điểm tốt nhất là dùng pin nhé, thì nó sẽ có ưu điểm cao hơn, chứ các bạn dùng ắc quy thì khá cồng kềnh. Đây là một cái máy đo tốc độ bằng cách là đo tua, sau đó là tính ra, rồi từ đó các bạn sẽ tính ra được cái đường kính bánh xe, sẽ tính ra tốc độ, thì bên em sẽ ướm cho các bạn tính với cái đường kính vành 17 inch. Rất là nhanh các bạn nhé. Hai nghìn năm trăm ba mươi chín, hai nghìn năm trăm bốn mươi. Cái dòng này thì nó vừa với đệ cái con động cơ của xe máy luôn. Đây, kích thước rất là nhỏ gọn. Đấy, kích thước chỉ hơn bàn tay thôi, nhưng động cơ thì rất là khỏe. Sử dụng công nghệ động cơ AC các bạn nhé, không phải là động cơ BL, LDC, cũng không phải là dòng động cơ DC. Đấy, mà nó sử dụng động cơ AC, được chuyển điện từ một chiều qua bộ lắn dòng này sang đây. Đặc thù của động cơ AC đó là nó rất khỏe, và thứ hai nữa là nó sẽ không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Đấy, thì những cái động cơ sử dụng nam châm ấy, thì khi nhiệt độ cao ấy, đấy, hiệu suất động cơ sẽ bị giảm do cái lực tác động của nhiệt độ làm giảm từ trường, dẫn đến hiệu suất động cơ kém, có nghĩa là động cơ nó sẽ bị yếu đi. Nhưng riêng với cái dòng này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ các bạn nhé. Đấy, đấy là một cái ưu điểm của dòng động cơ AC. Thì mình mới tính tốc độ của nó sẽ là khoảng 99 km/h, nó sẽ sắp xỉ khoảng 100 km/h. Đấy, cách tính thì các bạn sẽ lấy vòng tua nhân với nè số vòng trên phút, là nhân với nè đường kính bánh xe, nhân với nè số pi, và nhân với nè 60 phút. Thì nó sẽ là 263 km/h. Tuy nhiên thì qua bộ truyền nhông thì các bạn sẽ tùy theo tốc độ ưa thích. Thì ở đây mình tính cơ bản là nhân với lại nhông trước là 14 răng. Đấy, chia cho số nhông sau là 37 răng, đấy là tỷ số truyền. Thì nó sẽ ra là 99 km/h. Ở đây là kích thước
Con này xin lưu ý cho các bạn là nó sử dụng động cơ côn tay các bạn nhé. Đấy, bộ điều khiển đây, đây là bộ điều khiển của nó này. Tất cả là đồng bộ nhé. Mạn sườn của con động cơ này thì giống y như xe máy. Con này thì lắp lên khung xe máy là vừa luôn và rất là gọn nhẹ nhá, thậm chí còn gọn hơn cả cái động cơ xe máy hiện có. Bởi vì nó sẽ không bao gồm chế lọc gió và bầu lọc gió cho nên nó rất là gọn. Các bạn có thể lắp bình ở ngay phía trước cũng được, lắp pin ở ngay phía trước cái gióng mà khu vực mình đang để bầu lọc gió, đầu bò hay còn gọi là piston ấy. Cái khu vực đó rất là rộng rãi. Đấy. Thì nếu mà sử dụng pin ấy, thì sẽ cho các bạn một cái lựa rất là nhiều lựa chọn. Các bạn không cần phải lo lắng về vị trí đặt pin. Đấy, ngoài ra thì đối với những dòng xe quay như có cốp ấy, thì pin còn có thêm chỗ để rất là nhiều. Đấy. Tất nhiên là đối với các bạn đam mê tốc độ thôi và không tính đến tiền nhá, chứ con này giá của nó rất là cao, hơn 12 triệu cơ. Cho nên là các bạn đừng so sánh nó với những cái dòng thị trường các bạn ấy. Nếu như các bạn tính toán đến kinh tế thì mình sẽ mua cái xe đi cho nhanh quản chế. Đấy, vì vậy là mình cứ đưa ra cái sự lựa chọn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0983 818 955. Con động cơ này thì phía dưới đế của nó vẫn là có cái bê bắt bệ để chân bình thường nhé. Nó vẫn có 4 ốc này. Ở đây là cần số này, 4 ốc này. Đấy. Đi kèm với bộ này thì sẽ có một bộ gọi là hạ điện áp, từ điện 72 xuống điện 12V. Đây là một cái cục hạ nguồn như vậy, dòng cao nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hàng bên mình có sẵn rồi.